Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình về làm chương trình tại không gian vườn cảnh của bọn bonsai Huỳnh Lộc. Địa chỉ mình là ở thông gì Lộc ơi? Thông Lệ Thủy hả? Cuốn video giao lưu đầu tiên tại không gian vườn cảnh của bonsai Huỳnh Lộc. Địa chỉ là thông Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bọn Huỳnh Lộc này thì cũng số lượng cây thành phẩm thì cũng chưa nhiều. Chủ yếu thì vẫn còn đang nuôi những cái phâu. Nhưng mà cách bố trí cũng như là sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Anh em nào mà thích giao lưu những phâu thì liên hệ với Huỳnh Lộc. Mình sẽ chèn số điện thoại của bạn Lộc vào trong cuốn video để các bạn liên hệ và giao lưu. Hình ảnh đầu tiên là một cây ổi. Cây này thì được khai thác ngoài thiên nhiên về, vẫn đang tạo tác và tiếp tục định hình cho cây ổi. Cây này có phần dáng cũng tương đối đẹp. Mình thì đi làm chương trình cũng rất nhiều nhà vườn, nhưng mà cũng chưa đi hết được các không gian vườn cảnh của anh em trong hội sinh vật cảnh huyện Bình Sơn được. Tiếp theo là một cây hoa ngao. Anh em nào mà yêu thích nha dòng hoa ngao này thì liên hệ với chủ vườn. Này có một phâu bồ đề. Do cái góc quay của cái không gian vườn cảnh này cũng hơi bị chặt nên là các bạn cũng hết sức thông cảm. Nếu chúng ta muốn giao lưu hay là thích cái phâu nào thì đánh trực tiếp. Tiếp theo là một cụm rừng hở trao. Cái này thì cũng tương đối nè. Cái này thì được có bả thân. Dòng hở trao bây giờ thì số lượng anh em khai thác phôi, số lượng phôi ngày còn bị còn hết. Hoa trao này trái lớn gì á? Đây là bằng lọc mới vừa thay chậu cho các cụm rừng hoa trao này. Làm kiểu ảnh nè, làm ảnh đại diện. Không mình về. Hãy
Tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức một cây trăng lá nhỏ. Cây này có bông vàng đẹp quá. Dòng này thì chị em phụ nữ rất là thích. Cái mặt bông của cây tròn đẹp quá. Bên cạnh là một cây hoa sứ, cây này thì có cái phần thân cực dị. Phía bên trăng cũng là một cây trăng vàng. Quỳnh lộc cho mò nhiều phải không? Cho mò được quá cây á. Cho mò này cho trái là đẹp lắm á. Tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức một cây hoa sứ. Cây này bông bông rất nhiều bông này. Mà nó tỏ mắt nó hơi khó khăn. Cây này có phần thân đẹp quá. Đây là cái mặt đối diện của cây hoa sứ. Đây hoa sứ nhỏ non hay là hoa sứ nhỏ tròn? Lọc. Không, cây này có phần cũ đẹp quá. Hoa sứ thì rất là nhiều, nhưng mà những cây mà liền lọt bệ đế như thế này thì ít. Cây này thì rất tiếc mình ghi hình tại cái thời điểm cây không cho bông, với cây này mà cho bông thì quá đẹp luôn. Tiếp theo cũng là một cây hạ châu. Cây này thì cũng tương đối là hoàn thiện rồi. Cái này hiện giờ thì bọn Huỳnh Lộc vẫn còn tiếp tục nuôi. Những cái tay cành chính cũng đã cao bỏng. Cái này vừa rồi cho bông nhiều không Lộc? Cho bông nhiều lắm anh. Cho bông nhiều bằng trước rồi chứ. Sau này em bị lỗ cát mắt. Cái này vừa rồi có cho đi dự triển lãm hả? Không, cái cây này không có cho đi dự. Xuống mấy anh chọn mà do là im không cho đi. Không cho đi do là cái hồi đó nó chưa có điện còn, nên mình thấy nó chưa có bè bỏ. Cái này nuôi thêm và nam nữa đây hả? Triển lãm năm đó có ai cũng dễ tới rồi đó, thì nó dễ tới rồi không dễ. Sống là dễ thôi. Tiếp tục mà các bạn thưởng thức một cây tròn. Cây này có hành thân bao nhiêu nhá không Lộc? Cái hành thân 13 đó anh. Chiều cao từ mặt chậu lên bao nhiêu? Tầm 25-30. Thoát thân á hả? Thoát thân là 30. Chiều cao từ mặt chậu lên khoảng hơn mấy. Đây là cái mặt bông của cây tròn.
Vườn này thì hứa hẹn chừng 2 năm nữa thì số lượng cây thành phẩm nhiều. Hiện giờ thì phâu là chủ yếu. Tiếp tục là một cây hoa ngao. Cây này được đặt cạnh bên cây hoa sự. Cây này thì có cái phần dáng cũng khá đẹp. Cây này mình nuôi chừng thêm năm nữa, sau đó thì chuyển vào trong cái khay. Kết hợp với tiểu cảnh thì đẹp. Hiện giờ thì bọn Huỳnh Lộc cũng đã định hình cái tiểu cảnh cho cái tác phẩm hoa ngao này nè. Để khép lại cuốn video đầu tiên giao lưu tại vườn cảnh của bonsai Huỳnh Lộc, mời các bạn cùng thưởng thức một cây tròn lá nhỏ. Cây này vừa chớm bông mà đẹp quá. Tiếp tục một cây hoa sứ. Cây này có phần cũ không? Quái vậy thì mình cũng xin tạm dừng cuốn video đầu tiên giao lưu tại không gian vườn cảnh của bonsai Huỳnh Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.